con trồng của đèn sợ gắn. Của đèn sợ gắn ghé mới cầm ra chạy hết xịt hết kìa. Tao bỏ chút đây mày bắt nha. Đâu ấy? Bỏ luôn. Hello các bạn nha. Chào các bạn nha. Bữa nay mình cũng khỏe khỏe bớt bệnh rồi bạn ơi. Mình sẽ mua con gắn này về, anh em mình sẽ làm hầm đu đủ ăn cho lấy lại sức nha bạn. Trời con trồng của đèn sợ gắn. Của đèn sợ gắn ghé mới cầm ra chạy hết xịt hết kìa. Thấy nhiều quá. Đây, đây gắn sáng anh em mới đi mua về bạn, ăn hầm đu đủ cho ba anh em mình bồi bổ sức khỏe nha bạn. Dù mình cũng bớt bớt bệnh rồi, mình làm con gắn này dám mình khỏe luôn nha bạn. Chạy hai đầu hiu không cứu. Rồi sợ thiết chạy. Nè, mang đi. Trời ông cầm đi. Mang đi. Nè, tao bỏ chút đây mày bắt nha. Đâu vậy? Bỏ luôn. Trời ơi, ghê. Trời ơi, quyết luôn mày. Kìa, ok, ok, ok. Chạy tiêu. Cô đe sợ gắn chạy ghé tiền bạn đẹp ghế vậy. Lại bạn ơi, lại bạn, tao mày ba mình bò bỏ sức khỏe rồi trước khi sau cơn bệnh. Để bạn làm gì vậy? Rồi không phải nữa, trời nữa, chết nữa. Để mày cầm thử lần cho mày bớt sợ. Nè. 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 Con nội tôi không dám lại nữa. Trời ơi, nó hôn hành gì? Nó hôn nách vậy? Con gái không biết hôn nách nè. Thôi giờ mình sẽ hồ biến con này cho nó ra thịt nha bạn. Rồi anh em mình sẽ hầm đu đủ ăn lấy lại bổ sức khỏe nha. Sáng anh em có đi mua bún và ớt đu đủ nấm cơm. Nó bò chứ bụi. Không giỡn mày nữa mày, trời gắn. Giờ gắn mình đã bằng xong các bạn. Giờ mình đập tỏi tặng mình khử gắn sơ sơ cả nha. Khử mùi hôi nách. Ok. Để tỏi vô để cho nó khử mùi hôi nách. Đây tỏi mình đập ra hồi mình phi mình xào sơ sơ nha bạn. Giờ mình lấy xả ra luôn. Ủa có đu heo kìa. Đu heo mới ngon nha. Nồi xo cái khô bạn ơi. Giờ mình cho miếng dầu vô rồi mình khử cái tỏi với xả ra. Rồi hả bỏ gắn vô xào sơ sơ hết đổ nước dùng vô nha bạn. Tỏi mà cho xả vô luôn chung luôn nha bạn. Ý. Rồi, vàng rồi ba, giờ mình đưa gắn vô mình xào sơ luôn nha. Đỏ à, ngon không quá đã không dám mặn các bạn. Quá ý. Rồi đổ nước dừa vô. Giờ đổ nước dừa nha các bạn. Đó. Wow. Cái này mới hầm chung nước dừa mới ngon. Đó. Còn mình để nước dừa vô mình hầm chừng nào cho nó sắc sắc bớt cái mà đổ nước dùng thêm vô cái lụm. Mình đổ. Gì đổ ông nội? Đổ. Đổ cái đùi với à. Hết cho cá. Quá im. Giờ gắn ra chín rồi, giờ mình nêm nó cái nha bạn. Miếng muối nha. Đường. Sao nữa? Sao pin? Ít tiêu nữa. Rồi, xăng nữa. Xong, rồi đổ đủ vô luôn nha bạn. Ơ, ơ. Dữ vậy. Đây, đưa đủ vô luôn. Giờ đủ nó chín rồi bạn, giờ mình cho nó gơm luôn nha các bạn. Quá xa nóng. Nắm gơm. Nó gơm vô mình cho vô mấy tép tỏi luôn nha các bạn. Im lắm. Đó. Trời. Trời ơi xàm ơi. Chín rồi. Tốt quá trời luôn ơi. Đã gắn rồi. Chập ba lửa không tao ngu, tao gắn mình cặp cái thôi quá đã luôn. Im. Quá đã rồi này nó thở luôn.
giờ chín nha bạn, giờ mình múc cho tô mình với quay phim với cô đang nhập tiệc bạn ơi, quá trời đã rồi. Trời ơi quá im rồi, bị bén à. Trời à, trời ơi rớt cái lũ ngoài đẹp ghê vậy, trời ơi ủa thế nhà chứ. Trời ơi, bạn coi cái đùm mỡ với cái gan nè, quá đã. Quá im bạn ơi, trời ơi trời, tới ke luôn rồi. Lúc nào núm gom ngọt, lúc nào gắn ngọt, lúc nào đu đủ nữa, thứ nào chưa nổi. Này đúng là bồi bổ thiệt nè, bồi bổ sao sao chiến bị cảm. Wow, sao mà bạn ơi, chín rồi, ngon lành rồi. Giờ mời bạn cùng ăn gắn hầm đu đủ bồi bổ với anh em mình nha bạn. Im lắm. Để tôi lấy cái xuồng. Cái xuồng. Lấy chiếc xà lan á. Ôi trời quá đặc sắc, im lắm. Xuồng này cũng 5 bồ lon à. Đây, giờ mời bạn cùng nhập tiệc với anh em mình nha bạn. Ăn lặn bộ bổ lấy lại sức để làm những clip hay hơn cho bạn xem nha. Nhờ cái nồi cháo của thằng cô Đen với thằng quay phim nấu cho mình hôm qua, hôm nay mình cũng đỡ chút rồi bạn ơi. Hơn quá trời chung. Hôm nay cũng cũng đỡ được 60% rồi, chơi được rồi. Đấy, quá im. Giờ mình nặng hạnh vô đây nha bạn. Trời ơi, chém ớt, cô Đen đâm ghé tiền hả? Chắc ké luôn á. Ủa cái này mà có trái me hay gì hay chấm à? Im ngon lành bài im ngon đó đã các bạn ơi. Rồi chơi nhá bạn, mời bạn nha. Giờ Trang có đem miếng bún quất cái rồi, ba đầu quý này ăn gì không ơi? Để mình vô quay miếng bún quất khoát à. Đầu quý này ai ăn, ăn gì bỏ hả? Đầu quý này ai ăn đâu, này nó ngọt ghẻ lắm, nghĩ đu đủ nó ra ngọt rồi còn gắn quý ngọt này nữa. Ai ăn không ơi? Đúng gom ngọt đó, đầu quý này ai ăn? Ôi chắc hàng mặt tử luôn á. Đồ quỷ là ai ăn mà cứ gấp ăn xong cái đầu này chắc anh em mình hàng mặt tử luôn, mà hơi quá xá rồi. Thường thường ta nói là mát quá bị hàng này, hàng mặt tử luôn rồi. Ăn nước vô bạn ơi. Đi kìm ha. Ừ. Sao ông ngoại tới đầu tiên thấy ghê quá mà sao làm xong mà ngon quá vậy ta? Ghê á, đầu với ông anh hết thứ ghê rồi, ghê chỉ thích thèm mà. Trời ơi các bạn, gắn mà gắn hành mà hầm đu đủ này mà nó ghê. Đây mời bạn ăn gắn hầm đu đủ với anh em mình nha bạn. Trời ơi gắn đã không? Vô bạn ơi, đây miếng gắn mình chấm, để mình chấm miếng ớt nè, sâu sâu cho bạn. Wow, đây vô nha bạn, mời bạn nha. Quá đã. Giòn mời bạn nha, ăn nấm đó bạn ơi. Nấm vô vô sâu sâu đã. Này là bồi bổ thiệt luôn đó, ngon thiệt. Rồi cắn vô xịt nước luôn, ăn miếng gắn với miếng mình nha bạn. Đó, miếng gắn rồi bạn. Nó là đu đủ ngọt, rồi gắn ngọt, nấm gơm ngọt, rồi nước dừa ngọt nữa. Thế đã trời. Quá im. Ngon. Dai, cũng ngọt. Đây vô nha các bạn. Này thịt gà làm sao chịu nổi gắn này. Còn ngon. Không bao giờ được rồi. Đã. Ngon quá, da giòn quá. Ăn thử miếng tỏi bạn, ngọt á. Mời bạn nha, tỏi sống ăn cũng ngon chứ tỏi chín ăn ngon lắm. Không bùi, tỏi sống ăn cay dữ dằn lắm. Làm miếng đu đủ rồi, trời ơi đủ đã rồi. Vô mời bạn nha bạn, chín đã tươi luôn trời, im lắm. Mời bạn nha. Ngọt. Đã. Ngay xương hồi sặc mẻ răng luôn quá. Ngon thật trời. Bữa nào cũng bồi bổ vậy ha. Bồi bổ cái thèm đó ca. Ăn con gắn này xong là như là mình lành bệnh luôn đó. Lành bệnh. Hết bệnh. Hết không? Đảo quá. Hết không? Hết bệnh phải không? Đã quá bạn ơi, vô cái nữa nha bạn, vô miếng gắn nữa nha. Làm miếng bún cái nữa. Gắn ngon quá. Đó. Chan nước bạn, nước ngọt lắm luôn á. Nước vừa đu đủ ra ha. Núm ra ha. Rồi gắn ra nữa. Rồi nước dừa nữa. Trời ơi. Quá đã các bạn. Làm món này ăn là bá cháy bùi chát luôn. Ăn này không lỗ đầu thua. Mà qua quốc chén cái ướt thử trời.
ăn cái muốn tét đầu luôn. Ăn cá tét tét luôn à. Đồ miếng đủ đủ nè. Nguyễn ngon quá trời. Chấm vô. Vô các bạn. Vô các bạn ơi. Ừ, đủ đã ngọt ghẻ hả? Nó không ghẻ hả? Đã. Cắn cái muốn kiếm dính răng trong đây luôn. Ăn hết bệnh chưa? Hơi hơi rồi, chưa hết thùng. Ăn hết cái nồi này, hết cái tô này mới hết. Hết thở luôn. Hết thở luôn. Trùng. Quyến quá hết thở. Ngon quá trời luôn rồi. Này đúng bồi bổ luôn các bạn ơi. Có thế nào? Ông ăn ông hết bệnh cái tôi ăn tôi bệnh rồi. Dễ gì ăn này là người bệnh. Mát á. Nằm tại chỗ luôn. Không ăn này mát lắm. Ngon luôn. Chơi nước không thì khỏi cần bún. Có nước này nó tinh tí nằm trong nước này nè. Gửi một nồi cứ vào nấu sắt xuống còn có con tô à. Ngồi chào bà em. Vô các bạn, ngoại bạn nha, lại làm cục gắn nữa được. Gắn hơn nửa ký luôn mà. Gắn gần 700 g. Quá tuyệt vời. Vô. Đây, vô nha các bạn. Ồ, cắn thử con sả coi. Thử các bạn ơi. Vô gà. Đuôi gà. Thử. Đùi gà Barbie á. Tính ra trong đây vừa có gắn vừa có đùi gà nữa. Ngon à. Giọt sực sực á. Ngon quá. Nước xuống sẽ mắc cổ luôn nội. Ăn giỏi cảm luôn. Vừa hết cảm mắc cổ nữa chắc ké luôn á. Mạnh mạnh gắn luôn trần. Sao giờ này lạ ha. Trời nó cứ gần Tết là xe lạnh á. Hồi hổm là Tết rồi phải không? Lạnh rồi. Ừ. Giờ qua Tết không lạnh nữa, là gần Tết nữa rồi. Đây, vô nha các bạn. Năm ăn 4 cái Tết. Rồi à. Ăn chắc mát luôn á. Làm nó gắn nữa. Vô nha các bạn. Thứ gì không nói. Trời tái. Ngon không? Vừa chín tái ngon ha. Đừng mềm quá, mềm quá không ngon. Nghe nhậu sực sực thì ngon rồi. Đã, mai làm ăn nữa đi. Đó hả? Hồi bảo bổ lần hồi ăn nhiều quá mát hàng. Hàng hả? Cho hàng ăn tử á. Ăn thôi. Ăn tử là bị cùi mà. Từ quá vậy hả? Rồi ăn mát quá bị hàng á. Ngon quá bạn ơi. Đã không? Quá rồi. Nóng còn ngay ngút luôn. Làm mấy nước súp các bạn, húp cái nước súp mình cái cho nó giải cảm luôn à. Hôm nay cảm trong người si quá. Hôm qua nằm chùm bẹp luôn, nhờ nó chơi cho nồi cháo thịt bằm thôi cũng ná thở luôn rồi. Ồ, quá đã. Vô nha các bạn, mời các bạn nha, mời các bạn ăn gắn với nè mình nha bạn. Mềm lắm. À. Ngon quá. Wow. Ngọt tới ngọt luôn trời. Ngọt mà ngọt thanh ha. Nằm bạn chắc là nhìn cố gắng thấy ghê lắm thật sự luôn. Nó ngon nha bạn, không ghê đâu. Thịt ngon lắm, ngon luôn. Mình trợ lắm luôn bạn. Mà ăn cũng ngon quá. Ừ. Đó là nhìn nó còn sống thì nó sợ thiệt. Cái khúc mà chín lên gọi các bạn thử thức ha. Ừm lắm. Phê, cực kỳ phê luôn. Vô. Với lại gắn ngũ hành này á, thịt nó nhiều lắm luôn. Nếu phải như mấy loại gắn khác mà thịt xương nhiều, con này gắn thịt nhiều lắm. Mà xương mềm. Có thể nhai luôn xương luôn á. Nuốt xương luôn, nhai xương luôn, không nhả xương luôn. Nè bạn coi mình nhai nguyên cục xương của con gắn luôn, nhai nguyên nguyên xương luôn nha, nuốt luôn. Tự nhiên trận chồng lên đó. Vô bạn. Đã, nhai xương luôn nha. Tuyệt vời. Anh luôn xương đã. Uống thấy thèm hả cha. Vô, chấm gơm nha bạn. Làm nước súp nè. Ngon quá. Nước súp là tới ngon rồi. Vô, mời bạn miếng nước súp thằng
thằng gì? Thằng gắn. Thằng gắn. Ok, vô nha bạn. Wow. À trời ơi trời. Dạ. Nóng đã xịt ta. À. Vô bạn ơi. Về phải là tới khoai luôn rồi. Wow. Mọi phiên dám ăn con này không ta? Mọi phiên Mọi phiên dám ăn không nổi á, đùi vậy hả? Đúng rồi. Wow. Đã quá. Chứ nó cà dẻ hả? Thôi anh em mình xin ngừng clip gắn hầm đu đủ đây nha các bạn. Cũng qua không qua clip này cũng cảm ơn tất cả các bạn đã mình đã bệnh trong thời gian này, các bạn đã hỏi thăm mình và hỏi thăm sức khỏe mình. Mình cũng chân thành cảm ơn tất cả các bạn nha. Thôi giờ anh em mình xin kết thúc clip này đây nha các bạn. Hẹn các bạn ở những clip tiếp theo. Thôi bây giờ anh em mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Bye bye.